Rồi hôm nay chúng ta sẽ học một số điều nha về cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bình thường nha. Thì nói tóm lại thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bình thường đó có ba nhóm tiêu chuẩn. Thứ nhất là nhóm về lâm sàng, thứ hai nữa là nhóm về xét nghiệm, và thứ ba nhóm về chẩn đoán hình ảnh. Tôi gọi cái ba cái nhóm này giống như là cái kiềng ba chân. Nếu cả ba cái chân đều vững chãi, như là cả ba cái nhóm chẩn đoán đều phù hợp với chẩn đoán bình thường, thì hầu như chắc chắn là bình thường, lâm sàng bình thường, xét nghiệm phù hợp bình thường và chẩn đoán hình ảnh phù hợp bình thường, giống như cái kiềng ba chân như vậy nha. Thì hầu như chắc chắn là bình thường. Nếu chỉ có hai trong ba thôi, nếu chỉ có hai trong ba cái tiêu chuẩn, cái nhóm tiêu chuẩn phù hợp với chẩn đoán bình thường nha, thì tôi gọi là gì, là có nhiều khả năng viêm ruột thừa. Nếu chỉ có một trong ba cái nhóm tiêu chuẩn đó phù hợp với chẩn đoán viêm ruột thừa thôi, tôi gọi là gì, kết luận là gì, ít có khả năng viêm ruột thừa, đúng chưa? Vậy thì nếu là chắc chắn viêm ruột thừa, tôi chỉ định mổ. Mổ này có thể là mổ mở hay là mổ nội soi. Cho đến hiện nay thì mổ nội soi cắt ruột thừa vẫn không được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị viêm ruột thừa cấp. Cho nên đối với bệnh nhân viêm ruột thừa cấp có thể mổ mở, có thể mổ nội soi đều được hết. Còn nếu chỉ có hai trong ba những tiêu chuẩn phù hợp thôi, thì tôi là nội soi chẩn đoán. Và nếu chỉ có một trong ba thôi, tôi quyết định là gì, tôi theo dõi thêm. Như vậy thì nói tóm lại là gì, trong ba cái nhóm tiêu chuẩn đấy thì nhóm tiêu chuẩn nào như thế nào là phù hợp với chẩn đoán viêm ruột thừa. Thứ nhất ta sẽ xem về những cái nhóm về lâm sàng nha. Rồi chẩn đoán một tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng viêm ruột thừa. Viết tắt thôi, tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn TC chẩn đoán là Delta nha, viêm ruột thừa là VRT. Như thế thì ta ai cũng hiểu hết đúng không? Chứ biết đâu, biết kia đâu, có biết nào còn được không? Rồi thứ nhất là phải đối tượng, anh đi sáu đã nói quên cái đối tượng. Một là đối tượng phải là độ tuổi từ 18 đến 30 là đỉnh điểm. Nếu mình một trường hợp nào đấy mà thấy bệnh nhân nào đó có chọc phải mà 60-70 tuổi thì phải xem lại cho nó chưa chắc là viêm ruột thừa nha. Rồi thứ hai nữa, nếu là nam giới mà đau hốc chọc phải thì cái khả năng viêm ruột thừa nó cao hơn. Nên nói để các bạn hiểu, không phải là nam giới thường bị viêm ruột thừa nhiều hơn nữ giới, không phải. Cả nam và nữ xác suất viêm ruột thừa là như nhau, nhưng nếu một bệnh nhân nam đau hốc chọc phải nhập viện thì cái xác suất viêm ruột thừa của bệnh nhân đấy là cao hơn là bệnh nhân nữ. Tại vì sao? Tại vì bệnh nhân nữ còn nhiều cái bệnh lý khác cũng có đau hốc chọc phải. Hiểu này, hiểu con nói này rồi ha. Rồi thứ ba nữa là gì, là có đau chuyển. Thứ ba nữa là có đau chuyển. Đau chuyển bao gồm hai giai đoạn. Hai giai đoạn đầu là đau mơ hồ, đau mơ hồ và đau tạng ở vùng đường vị hay bên rốn. Sau đó 6 giờ sau thì chuyển xuống khu bú và đau thành ở hố chọc bên phải. Thầy nhớ cái từ đau tạng, thì từ đau thành thầy nói đau tạng là đau mơ hồ, không có định khu rõ được. Cho nên khi hỏi bệnh nhân lúc đầu anh chị đau không, cô quát đau đâu, người ta sẽ đưa tay, người ta sẽ xoay thành bụng, ta không có định khu rõ rệt. Sau 6 giờ sau, giờ đau ở đâu, người ta dùng một ngón tay ta chỉ vào đúng cái vị trí của ruột thừa. Thì giờ năm đầu là đau tạng, giờ đầu thứ gì là đau thành. Mà thường là trong khoảng 6 giờ sau là chuyển xuống đau thành, chuyển sang đau thành rồi, chuyển khu trú ở hốt chỗ phải rồi. Sinh viên này nãy nói là một ngày thì chưa chắc, một ngày là chưa chắc. Cái thứ ba nữa là gì, là có cái buồn nôn chán ăn hoặc là nô nói. Trong khi nó có buồn nôn và cái chán ăn nó còn giá trị nhiều hơn là cả cái nô nói. Nhớ ha, buồn nôn chán ăn và nô nói. Thứ tư nữa là gì, thứ tư nó là có cái hội chứng phản ứng viêm toàn thân. Rồi bắt đầu chúng ta đi lâm sàng rồi đấy, thứ tư bắt đầu dấu hiệu lâm sàng nha. Còn 1, 2, 3 là dấu hiệu cơ năng, thứ tư là dấu hiệu thực thể nha. Thì có hội chứng phản viêm toàn thân, cụ thể là gì, mạch hơi nhanh, sốt nhẹ, thở hơi nhanh chút xíu, đó là hội chứng phản viêm toàn thân. Mạch hơi nhanh là khoảng bao nhiêu, trên 90, sốt nhẹ là khoảng bao nhiêu, 37.8-38.2, đúng chưa? Nhịp thở hơi nhanh chút là gì, khoảng từ 16 đến 22,
nha. Và thứ năm không, đúng không? À, thứ năm là gì? Là bụng ấn đau rõ và khu trú ở hốc chân phải. Thứ năm là bụng ấn đau rõ và khu trú ở hốc chân phải nha. Ấn đau rõ và rõ nhất ở cái điểm mắt bụng này nha. Bụng ấn đau rõ hốc chân phải, mắt bụng này dương tính. Và thứ sáu là gì? Thứ sáu là nếu điển hình hơn nữa là có cái hội chứng có dấu hiệu phúc mạc ở cái vùng hốc chân phải đó bị kích thích. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Có dấu hiệu phúc mạc ở vùng hốc chân phải bị kích thích. Thì dấu hiệu đó là gì? Rõ ràng nhất là đề kháng. Nha, nếu không có đề kháng thì chúng ta tìm phản ứng thành bụng. Nếu không có phản ứng thành bụng chúng ta tìm phản ứng dội. Đó là ba dấu hiệu chứng tỏ phúc mạc cái vùng đó bị kích thích. Nói tóm lại tôi có 6 cái tiêu chuẩn lâm sàng để chẩn đoán cái đường thừa. Một là đối tượng, đúng chưa? Và giới tính ha. Thứ hai nữa là đau chuyển. Thứ ba nữa là buồn nôn chán ăn hoặc là nôn ói. Thứ tư nữa là gì? Lâm sàng toàn thân thì có hội chứng phản viêm toàn thân nha. Còn bụng thì có hai cái dấu hiệu ấn đau rõ và khu trú. Nhớ là ấn đau rõ, đau nhiều nha. Thí dụ đau rõ và đau nhiều là sao? Thí dụ để yên thì bệnh nhân đau 3, nhưng tôi ấn vô bệnh nhân đau tới 10 thì đó là đau rõ và đau nhiều. Cũng có trường hợp là gì, để yên thì bệnh nhân đau 5, ấn vô bệnh nhân đau 7 thì cái đó không phải là phù hợp với đường thừa. Tại vì sao? Khi ta ấn cái vùng đường thừa đấy, ấn lên một cái tạng mà nó bị căng ra cấp tính, đường thừa nó căng ra mà, đúng chưa? Cái đường thừa giống như là một cái về mặt sinh lý vợ, nó giống như là một chứng tắc ruột qua kính vậy. Kính hai đầu, một đầu là đầu tận đường thừa, đầu là ở cái phần cái gốc đường thừa, cái chỗ của nó bị kẹt ở cái bên sỏi phân, đó phân ấy. Cho nên đau dữ lắm. Mà khi mình ấn vô nha, mình ta dùng cái lực tác động lên cái tạ nó bị căng như thế, cái quai ruột, cái đoạn ruột nó bị căng, bị tắc ruột, bị quai kính như thế nha, thì bệnh nhân đau rất nhiều. Cho nên nếu mà bệnh nhân ấn 3 mình để yên, bệnh nhân đau 3, ấn là bệnh nhân đau 10, đó là phù hợp với đường thừa. Còn nếu mà ấn vô nhưng không đau tăng lên nhiều lắm thì không phù hợp. Như vậy nếu là chúng ta có 6 tiêu chuẩn và lâm sàng nha, thì ít nhất phải có 4 đưa lên thì ta mới gọi là phù hợp với về lâm sàng, phù hợp với trong đó cái đường thừa nha. Rồi bôi đi em. Rồi còn mình cầu lâm sàng về xét nghiệm thì sao? Nhớ là gì? Bạch cầu trên 11.000, nitro trên 80% và CRP gấp 4-6 lần đường thừa. Chỉ cần 1 trong 3 tiêu chuẩn đó là đủ để thỏa mãn về tiêu chuẩn về xét nghiệm nha. Rồi em ghi là 2 tiêu chuẩn về xét nghiệm. Một là số lượng bạch cầu trên 11.000, trên 11.000 con trên 1 micromet khối, hay là milimet khối cũng được. Milimet khối, milimet khối chứ, đúng không? Milimet khối. Rồi thứ hai là phần trăm neutrophil là trên 80%. Thứ ba nữa là giá trị CRB là 4-6 lần giá trị bình thường. Chỉ cần 1-3 tiêu chuẩn đó là bỏ yêu cầu nha. Rồi nhóm tiêu chuẩn thứ ba là nhóm tiêu chuẩn về chẩn đoán hình ảnh. Chẩn đoán hình ảnh thường được lựa chọn có những cường quy là siêu âm. Thì siêu âm thấy dấu hiệu gì? Thứ nhất là dấu một là dấu hiệu hình bia, ấn không xẹp. Hình bia là gì? Là cái hình cắt ngang của cái đường thừa, ấn không xẹp nha. Rồi thứ hai nữa là dấu ấn ngón tay, dấu ngón tay. Thì cả hai đó đều là cái thiết diện của cái đường thừa. Hình bia là cắt ngang, còn dấu ấn ngón tay là cắt dọc. Và trong hai cái dấu hiệu đấy thì dấu hiệu nào có giá trị quan trọng hơn? Là do ngón tay quan trọng hơn. Tại vì đôi khi một số cấu trúc ở vùng hốc chân phải, cấu trúc rộng hốc chân phải nó căng ra cũng có dấu hiệu hình bia. Thí dụ như là gì, là điều quản nó giãn thì cũng hình bia, đúng chưa? Cái vòi trứng nó ứ ngủ, đúng chưa, thì cũng hình bia. Nhưng mà điều quản thì không có đầu tận, vòi trứng thì không có đầu tận. Cho nên bằng mọi cách phải xác định được cái đầu tận của cái cấu trúc đấy, hình ống đấy, thì mới phù hợp với chẩn đoán là viêm đường thừa. Nha. Ngoài ra một số hình ảnh khác của siêu âm, ví dụ nó có dịch ở hốc chân phải, dịch nó tích hốc chân phải
Tuy nhiên hai dấu hiệu quan trọng nhất là gì? Một là hình bia ở tông sẹo, hai là gió nóng tăng. Thấy chưa? Vậy là nhớ là từ đời về sau là chúng ta có ba nhóm tiêu chuẩn để cho đó về bình thường. Một là tiêu chuẩn về lâm sàng, hai tiêu chuẩn về xét nghiệm, và thứ ba nữa tiêu chuẩn về chẩn đoán hình ảnh, mà cụ thể là siêu âm. Nếu bệnh nhân phù hợp với cả ba tiêu chuẩn đấy thì chắc chắn là bị bình thường. À đây, hai đây đi mổ luôn. Mổ này có thể mổ mở hay mổ nội soi. Nha. Nếu chỉ có hai trong ba nhóm tiêu chuẩn phù hợp thôi thì chúng tôi nội soi chẩn đoán, bắt buộc phải nội soi chẩn đoán, chứ không ai mở bụng để chẩn đoán hết. Nhớ chưa? Hồi xưa quan điểm hồi xưa ta có thể ta mở ra để thám sát, nhưng mà giờ ta nội soi chẩn đoán. Ha, mổ mổ thì sao có thể mổ mở mổ nội soi, nhưng mà nội soi để chẩn đoán thì chỉ cần chỉ nội soi mà thôi, không phải mở bụng nội soi hết. Nên xin lỗi, không ai mở bụng để thám sát hết, không ai mở bụng để chẩn đoán hết. Đối với người bình thường. Nha, và thứ ba nữa là gì? Thứ ba, nếu chỉ có một trong ba tiêu chuẩn phù hợp thôi, cứ theo dõi thêm, theo dõi trong thời gian bao lâu? 6 giờ. Nha, 6 giờ sau khám lại. Nha, nếu là bị bình thường cấp thì trong vòng 6 giờ là diễn tiến lên sẽ khác. Cái dấu hiệu lâm sàng nó sẽ khác. Nha, khác ở chỗ nào? Ví dụ 6 giờ sau là gì? Bệnh nhân đau nhiều hơn. Nha, rồi bắt đầu có phản ứng, bắt đầu có gì khác, vân vân. Thì đó dấu hiệu là về lâm sàng nó rõ hơn. Rồi, có gì thắc mắc chưa? Nhớ chưa? Nhớ cái quy tắc là kiềng ba chân trong chẩn đoán viêm ruột thừa. Nhớ ha? Nhớ chưa? Nhớ ha? Cho hỏi lại một người để xem coi. Không, anh có phó. Anh muốn anh về đến cơ sở anh làm rồi nọ thì cái thái độ chẩn đoán viêm ruột thừa của anh. Thì anh nhắc lại để xem coi. Thưa thầy, là chuyên chuẩn chẩn đoán trong viêm ruột thừa, tức là kiềng ba chân. Nhất là đối tượng hai cận lâm sàng, lần thứ ba là hai lâm sàng, ba cận lâm sàng. Một đối tượng hai lâm sàng, ba cận lâm sàng. Nhất là cái đối tượng là cũng là lâm sàng đấy, đối tượng cũng là lâm sàng. Một là lâm sàng, hai là xét nghiệm, ba chỗ hình ảnh. Nha. Rồi cái nguyên tắc chẩn đoán là sao? Có ba cái tiêu chuẩn đó. Nếu mà nói về cái đối tượng thì là độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chủ yếu là nam đặc biệt hơn nữ. Thôi được rồi, đừng nói lại. Giờ nếu có ba nhóm thì như thế nào là chắc chắn là đục thừa, thế nào là có nhiều khả năng đục thừa, như thế nào ít có khả năng đục thừa. Nếu mà đạt ba, nếu đạt ba tiêu chuẩn đó thì là chắc chắn là đục thừa. Và nếu mà trong mà đạt là hai tiêu chuẩn thì vẫn xem xét lại đấy. Nói gì nữa? Nếu có ba thì chắc chắn bị đục thừa. Nếu mà cứ yên tâm mà mổ. Còn nếu là hai trong ba thì có nhiều khả năng, có nhiều khả năng. Còn nếu một trong ba ít khả năng. Nha, nếu ba cả ba thì chắc thì mình yên tâm mà mổ. Thứ hai, còn nếu hai trong ba thì ta nên nội soi để chẩn đoán. Và nếu 1 trong 3 nên theo dõi. Theo 1 trong 3 nên theo dõi thêm. Thời gian theo dõi là 6 giờ để lâu hơn. Nha. Hiểu như ba hiểu hết không? Hiểu không? Nha, nhớ là về mặt chẩn đoán lâm sàng, về mặt tiêu chuẩn lâm sàng có 6 tiêu chuẩn. 6 tiêu chuẩn nhớ thuộc lòng với tôi cái đấy đi. Nha. Rồi tắt đi.